Hello, chào bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nhiệm vụ tìm Minh Ôn Trấn nhé. Đến cái bước tìm Minh Ôn Trấn ở đây ấy. Thì đến đây thì các bạn tìm ở trong cái nhà ấy. Cái tìm Minh Ôn Trấn thì nó sẽ ở trong cái nhà. Ở khu có 3 căn nhà ngay đấy luôn. Và nó sẽ ở trong cái nhà mà có thể đi được vào trong nhà ấy. Các bạn xem video này. Đây, nó chính là căn nhà này. Đấy, căn nhà có thể đi được vào trong. Đấy, nó chính là ở đây. Di Huấn. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn luôn cái bước tiếp theo. Tại vì bước tiếp theo cũng có khá nhiều chỗ cũng khó tìm. Là bước giáo huấn tổ tiên. Các bạn xem video của mình nhé. Đây này, nơi đầu tiên này. Nơi đầu tiên thì cái lối vào nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, có một con quái đấy. Đợi mình một tí nha, mình bắn trong cái con này đã. Đấy, các bạn thấy lối vào chưa? Ok, lối vào ở đây. Các bạn đi vào trong này. Đấy, điều tra. Đây là cái nơi đầu tiên. Nói chung cái nhiệm vụ này thì nó toàn chỉ đến nơi, sau rồi cái nơi cần phải làm thì nó giấu tít mù, khó tìm lắm. Tiếp đến là mình sẽ chỉ cái nơi thứ hai nhá. Ok, chỗ thứ hai thì có vẻ dễ tìm hơn này. Nó ở dưới chân núi này, có cái lối vào này. Các bạn vào đây. Đợi mình một tí, các bạn cứ xem video cho nó dễ hình dung nhá. Đấy, nó nằm ở ngay đây, ngay cho con quái luôn. Điều tra này. Đấy, đây là cái chỗ thứ hai nhá. Ok, tiếp đến nơi thứ ba này. Đấy, nơi thứ ba thì xuống đây. Vào đây cũng phải lưu ý cơ, các bạn cứ xem đi. Mình sẽ bỏ qua cái đoạn là đánh quái đi. Mình chỉ đến nơi luôn. À, nơi thứ ba thì dễ thôi, mình nhầm, nơi thứ tư nó mới khó. Nơi thứ ba thì cứ việc đi vào thôi, bỏ qua quái đi vào, điều tra ngay ở trong góc là xong. Còn tiếp đến thì nơi thứ tư này. Các bạn cứ xem một tí nhá, mình sẽ tua đoạn này nhanh thôi. Đấy, nơi thứ tư nó ở đây. Mình sẽ đi vào trong. Đấy, mình tua luôn cái đoạn đánh nhau với quái đi. Đấy, các bạn sẽ bơi xuống đây này. Thấy chưa? Thấy nước ở đây chưa? Bơi xuống đây này. Đấy. Nó không nằm ở đây đâu, nó nằm ở phía đối diện cơ. Đấy, thấy cái rương không? Đến cái rương. Đấy. Cái giáo huấn tổ tiên cuối cùng thì nó nằm bên trái đấy. Ok. Còn bước tiếp theo này. Bước tiếp theo là sẽ là tìm kho báu. Mình sẽ nói luôn. Thì anh em, các bạn thấy hay thì cho mình một like và một đăng ký để đón theo các cái video hướng dẫn nhiệm vụ tiếp theo nhé. Đấy, tìm kho báu này. Đến đây thì thấy đến đây thì sẽ xuất hiện 4 con quái. Thì các bạn đánh xong 4 con quái đấy thì nó sẽ hiện ra kho báu. Các bạn xem video này. Ok, đánh xong con cuối cùng này. Đấy, nhận được kho báu này, ngay đây luôn, khai quật. Đấy, vậy là xong nhiệm vụ rồi. Cái nhiệm vụ này được hẳn 500 điểm mạo hiểm cơ. Thì các bạn nhận trong nhiệm vụ này thì mình làm xong cái này là mình lên hàng mạo hiểm 23 luôn. Đấy, ok. Các bạn nào thấy video hay thì cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.